34.8 thực sự là một big update khi Meta dịch chuyển 180 độ từ người người nhà nhà reroll sang Meta 4 vàng 5 vàng lên ngôi. Đây là Meta dành cho các phiên bản đánh giải. Gần nhất vào ngày 19, anh em cờ thủ Việt sẽ bắt đầu bước vào vòng loại Việt Nam, thử thách chiến thuật number one. Liệu bản này, bài nào sẽ lên ngôi? Sau đây cùng cà phê nhân phẩm tìm hiểu ngay và luôn nhé! Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Mở bát đội hình Meta lần này vẫn là Na và Kindred reroll. Sang đến 14.8, thần rừng vẫn không bị đả động. Trái lại, Na còn được xem như bóp nhẹ. Thường nội tại tăng từ 2 lên 4%, số cộng dồn tối đa từ 50 còn 25. Nhìn số cộng dồn tối đa bị giảm một nửa thế thôi. Tuy nhiên, đây lại là cú buff, bởi Na sẽ tích nội tại nhanh hơn trong giao tranh, giúp sát thương từ Na sớm hạ gục kẻ địch. Kindred thì vẫn vậy, vẫn là một chủ lực uy tín trong đội hình thần rừng, với buff ở bàn trước và cũng đã được nhiều top thách đấu tiên dùng như Huân Mê, Xin Cưa hay ở Việt Nam có IBI, Shaw. Có hai form reroll Na và Kindred. Form đầu tiên chủ yếu gây sát thương vật lý từ Na và Senna tuyến sau. Đội hình gồm Jax, Caitlyn, Rek'Sai, Ahchok, Na, Senna. Lên gấp, anh em kẹp Kindred vào on là ok. Đúng là Senna bị nớp ở bản này. Tuy nhiên, cô lại được sửa IQ tung chiêu. Rất ngon khi dồn sát thương đơn mục tiêu với Na mà không lo bắn hụt nữa. Ngoài ra sau này có cả Kindred phụ đam, cũng như Na sẽ là nguồn sát thương chính. Nên bài này vẫn có thể chơi được. Form 2 sẽ mạnh hơn với Kindred định mệnh. Đội hình gồm Ahri, Yasuo, Na, Kindred, Aphelios, Thresh, Syndra, Seth với 7 định mệnh. Kindred sẽ là carry chính. Đội hình sẽ châu chó như sự liên kết các định mệnh, cũng như còn Na là sát thương phụ. Lên 9, anh em kẹp thêm tử thần, phụ đam với cô cừu. Trước khi có form này, anh em có thể roll ở 6. Trước khi có form này, anh em có thể reroll ở 6 với form sau đây. Ahri, Na, Kindred, Shen, Thresh, Illaoi. Đội hình sẽ gần như kích full hệ và bổ trợ lẫn nhau. Roll Na và Kindred 3 sao. Lên cấp, bỏ bớt tướng, kẹp thêm định mệnh là được. Còn nếu khó khăn trong việc kiếm set, ta giữ nguyên form này. Bỏ Shen, rồi kẹp hai rừng là Rek'Sai, On cùng Kayn là ok. Pháp sư bản trước được buff và trở thành một bộ cờ an toàn, có tính ổn định để anh em leo rank với carry Lux cùng những pha quang chiêu ra sau, có thể kết liễu carry tầm xa nếu xếp chéo góc. Đến bản này, Lux cùng đồng bọn pháp sư chẳng bị đụng chạm gì, mà thậm chí Syndra và Lissandra còn được buff nữa, nên các pháp sư vẫn sẽ có chỗ đứng. Về sứ Thanh Hoa, mốc 6 có phần im ba quá, nên tốc đánh và giảm sát thương đã bị nerf. Nhưng ở đây, ta theo hướng pháp sư nên cũng không cần quan tâm lắm. Đội hình siêu dễ nhớ với full pháp sư Lux, Nico, Illaoi, Zoe, Syndra, Lissandra, kèm Amumu là có cả cảnh vệ và sứ Thanh Hoa. Bổ sung Ashe nữa là tròn 4 Thanh Hoa, nâng cấp điểm sôi sục giờ không còn quá ngon vì đã bị nerf. Nhược điểm của pháp sư là thiếu tranh, nên khi đánh Lux mà ra nâng cấp ý thức thắng vật chất thì chắc chắn phải lấy nha. Tiếp theo, ta đến với Zoe, Dyna reroll. Đây là một đội hình khá mạnh ở 14.7 và sang đến 14.8. Nó không hề bị đả động, thậm chí còn được buff Zira cùng Riven. Đây là một bài mạnh, chống chịu chính nhờ Dyna và khả năng hồi máu vượt trội, đam sau chủ yếu từ Zoe với khả năng nảy bật. Đặc biệt, bài mạnh hơn nữa nếu có sự xuất hiện của khỏe mạnh kép khi bài có tới 4 tướng 2 vàng. Hay có thể flex tốt với cao cường khi rất nhiều bộ cao cường có 2/3 tướng trên sân. Nên nhớ, cao cường vừa được buff phục vụ khả năng flex của các tuyển thủ, nên anh em không nên bỏ qua nhé. Đội hình gồm Janna, Zira, Riven, Nico, Dyna, Zoe, Soraka, Rakan, Ngộ Không. Vì cửa hàng đã giảm tỷ lệ tướng 3 vàng ở cấp 7, nên anh em hoàn toàn có thể roll 6 hoặc 7 kiếm đủ form, rồi slow roll ở 8. Quan trọng vẫn là update Zoe và Dyna 2 sao cùng đồ chuẩn cho hai nàng. Lên 8, trước khi có Rakan hoặc Ngộ Không, anh em có thể dùng Annie như một chống chịu phụ cho Dyna, hoặc kẹp thêm cao cường như bọn mình đã nói. Ưu tiên Zoe và Dyna 3 sao. Còn nếu có vé hay nâng cấp 2 mà 1, anh em cũng có thể update cả sàn 3 sao nếu chúng cống hiến. Hắc ám bị phản ánh là một tộc hệ chôn chôn và siêu phế mùa này. Cho nên đến cả tướng lỗ như Yone cũng phải buông bỏ tộc hệ sắc màu của mình mà đi với bọn Thiên Cung. Và thế là Riot lập tức phải chấn chỉnh lại ngưỡng máu kết liễu ở mốc 6 và 9 để nhờ anh em sử dụng hơn. Từ 18-40 lên 20-45%
cũng khá đáng kể rồi đúng không? Bên cạnh đấy, Alun còn được tăng sát thương kỹ năng nữa, đã đủ thuyết phục anh em chưa nào? Tuy nhiên, chỉ khuyến khích anh em chơi khi có ấn hắc ám thôi nha, vì muốn chọn mốc 6 tương đối khó khi yêu cầu phải có set. Đã vậy, có set rồi thì Darius cũng tỏ ra khá thừa thãi khi về lết, chả có tác dụng gì ngoài kích hệ. Đội hình khi có ấn Yorick, Tamkench, Alun, Yone, Silas, Nautilus, Lilia và set với ấn hắc ám cho Lilia. Carry không phải Yone mà là Alun, còn Lilia đóng vai trò phụ đam. Bước sang 4 vàng, mở bát chắc chắn là Kai'Sa Carry. Bọn mình sẽ không nói quá nhiều nữa. Khi ở 14.6, Huân Mê đã tiên phong leo top 1 thách đấu chung nhờ bài Kai'Sa đấu sĩ. Sang đến 14.7 thì Kai'Sa là một hiện tượng. Đội hình gồm Sivir, Teemo, Riven, Ahjok, Galio, Silas, Kai'Sa, Xayah. Lên 9, nếu đồ mặc ảnh ngon, anh em có thể kẹp Udyr. Còn không, ưu tiên Long Vương để tăng tốc đánh cả team. Ngoài ra, còn form Kai'Sa Long Vương với phụ sát thương từ Irelia. Dù Long Vương vừa bị nớp nhưng trong quá trình test BBE cùng nhiều top thách đấu, Long Vương vẫn còn chỗ đứng, đặc biệt là mức 4, khi sau 8 giây sẽ choáng cả team địch. Đội hình gồm Janna, Riven, Dyna, Lee Sin, Galio, Kai'Sa, Xayah, Irelia. Lên 9, anh em có thể kẹp thêm 5 vàng phụ sát thương hay gây khó chịu như Lissandra, Seth, có thể thay Riven thành Ahjok. Rồi lên 9 kẹp Udyr nếu đồ mặc ảnh hợp với Kai'Sa. Dù cũng được bóp ở bàn trước như Kai'Sa, Ashe không được may mắn như người đồng nghiệp khi cô vẫn khá ít đất diễn. Nguyên nhân Ashe không được trọng dụng vì bài của cô phải lên 9 mới đủ form. Đội hình gồm Lux, Illaoi, Aphelios, Amumu, Nautilus, Sinva, Ashe, Seth, Lissandra. Kích 4 cảnh vệ, 4 pháp sư, 4 thanh hoa, 3 định mệnh và 2 bắn tỉa. Với việc thay đổi lại chuỗi thắng thua, điều chỉnh việc mất máu linh thú cũng như nớp tỷ lệ tướng 3 vàng cấp 7, giờ anh em hoàn toàn có thể lên 9 nếu đép khéo và full thanh hoa. Team này ngoài Ashe, ta còn có phụ đam từ Sinva, Lissandra và cả Seth. Chống chịu chính nhờ Amumu 4 cảnh vệ và 4 thanh hoa. Chúng mình cũng đã có hướng dẫn đội hình Ashe xứ thanh hoa trong video mới nhất. Anh em có thể theo dõi kỹ hơn cách triển khai nhé. Nàng tiên hiêu Lilia chắc chắn sẽ trở thành hot meta khi không chỉ mình cô mà các tướng liên quan cũng đều nhận buff. Lilia được tăng cả máu lẫn AP kỹ năng sẽ giúp cô vừa có khả năng tồn tại vừa có sát thương ổn định. Về thuật sĩ thì Alun được tăng sát thương kỹ năng, Annie và Azir cũng được thêm máu. Còn thần thoại thì Nautilus cũng được tăng máu. Bên cạnh đấy, mỏ neo của biển sâu còn được giảm mana tổng. Giờ đây trong một giao tranh có khả năng ra chiêu được 2 lần, khiến đối thủ bị khống chế cực kỳ khó chịu. Có 2 form cho anh em triển khai. Lilia thuật sĩ với Annie, Lilia, Azir, Alun, Rakan, Lee Sin, Dyna, Janna, Cogmore. Việc sát thương chuẩn của Long Vương mốc 4 bị giảm đôi chút sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh đội hình này đâu, bởi Long Vương kẹp vào chủ yếu để gia tăng tốc đánh, giúp cả team nói chung và các thuật sĩ nói riêng đánh nhanh hơn, dùng chiêu nhiều hơn. Nếu không run được Rakan thì anh em cũng có thể dùng form sau: Annie, Lilia, Azir, Alun, Janna, Cogmore, Tamken, Silas và Nautilus. Form này sẽ dễ dàng hơn khi chỉ yêu cầu Azir là 5 vàng, tuy nhiên lại nhiều tướng 4 vàng hơn nên kinh tế phải có nha. Form thứ hai là Lilia thần thoại với Annie, Lilia, Azir, Nautilus, Huey, Tamkench, Nico, Cho'Gath, Cogmore. Thấy form tròn ở cấp 9, có lẽ nhiều anh em sẽ cảm giác hơi khó đúng không? Nhưng 14.8 sẽ là một meta như thế đấy. Nếu ở bản trước, người chơi còn có thiên hướng run 7, thì giờ nhịp độ trận đấu đã chậm lại khi việc mất máu linh thú, tỷ lệ tướng cấp 7 và chuỗi thắng thua đều được điều chỉnh để cấp độ trung bình người chơi hướng tới là 8, nên để lên 9 là hoàn toàn khả thi. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến sức mạnh của định mệnh ở meta này đó là khả năng hút máu từ thường định mệnh của Seth bị giảm từ 15 còn 12%, thứ họ nhận được lại nhiều hơn đó là thưởng sát thương của Sinva được tăng. Cùng với đó, Sinva và Seth đều được thêm máu. Form định mệnh thì chắc anh em không lạ gì rồi, nếu không có ấn thì đội hình sẽ có Aphelios, Thresh, Sinva, On, Seth, Kinvet, Ahri, Yasuo. Còn nếu có ấn sẽ bớt được một slot của đấm, thêm được Ashe nếu có AP 3 gây đam, hoặc thêm một cảnh vệ là Nautilus để bổ sung khống chế, thứ mà các định mệnh không có. Về liên kết tướng định mệnh thì đầu game anh em nối Yasuo và Thresh để lấy tranh, về late sẽ là Seth và Sinva để team được bổ sung sát thương và hồi phục. Mang danh tử thần bóng tối, nhưng Kayn lại không có nhiều đất diễn trong bộ U Linh. Thay vào đấy, khi đi với Thiên Cung, Kayn lại cho thấy bộ mặt khác
khi nhận thêm các chỉ số ngon nghẻ từ hệ này, từ tấn công như tốc đánh, tỷ lệ chí mạng, AD, cho đến phòng thủ như máu, giáp, kháng phép, form cũng cực kỳ đơn giản luôn, với Kain là nhân vật chính không thể thiếu. Tử thần với sự kết hợp của Kha'Zix, ngoài ra còn thêm các thiên cung khác như Malphite, Quiana, Nico, U Linh được dùng sẽ là Illaoi, có thêm chống chịu, còn kích cả Pháp Sư. Ở cấp 8 có nhiều lựa chọn cho anh em, muốn tranh thì dùng On đúc đồ, muốn sát thương thì Lee Sin, hay Huy cũng là phương án không tồi khi hắn có sát thương lẫn hồi máu diện rộng. Lên 9, thêm Ngộ Không nữa thì gần như là hoàn thành. Muốn Max Ping thì chỉ việc dùng Rakan thay On hoặc Lee Sin lúc trước xài tạm ở cấp 8. Sức mạnh Exodia thì khỏi phải bàn rồi, đặc biệt ở bản này thì họ có như hổ mọc thêm cánh vì hàng loạt cái tên được buff và rất nhiều điều kiện cần thiết để lên 9 đều có trong meta 14.8 mà các phiên nhân phẩm đã nhắc ở trên. Sau đây sẽ là hai form Exodia tương ứng với hai carry Irelia và Azir. Irelia Long Vương gồm Riven, Soraka, Daina, Lee Sin, Galio, Ngộ Không, Rakan, Irelia và Huy. Azir Exodia có Janna, Soraka, Daina, On, Udyr, Rakan, Ngộ Không, Huy và Azir. Hy vọng các đội hình này sẽ giúp anh em leo rank meta mới thật suôn sẻ, đánh đâu thắng đó. Nếu thấy video hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án nhà cà phê nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.